Xin chào cả nhà, hôm nay là cuối tuần. Nhà thờ gần khu nhà em ở có mở hội chợ cả nhà. Bán ăn uống và bán đồ á cả nhà. Cùng vào tham quan với em nha cả nhà. Ở trong đây á, cô chú đi nhà thờ có làm những món ăn và bán hàng á cả nhà. Đây là bánh cá nhân đậu á cả nhà. Họ nướng, họ chiên lên, họ cho ăn miễn phí á cả nhà. Còn bên đây là bánh gạo cay 2.000 won là 40.000 Việt Nam một phần. Còn bên đây là bánh xèo Hàn Quốc á cả nhà, nước chu trên 5.000 won là khoảng 100.000 Việt Nam, 4 cái á cả nhà. 4 miếng như vậy là khoảng 100.000 Việt Nam đồng mình. Ở đây có mở nhạc á cả nhà, nên là rất là ồn nên là em đã tắt nhạc rồi á cả nhà. Mong cả nhà thông cảm giúp em. Còn bên đây là bán cơm cuộn cả nhà, họ cuộn sẵn xong rồi họ bán, và canh cháo đậu đỏ và cháo bí gợi cả nhà. Còn quầy bên đây là bán cà phê nóng, một phần một ly cà phê là 20.000 Việt Nam đồng. Còn quầy bên đây là bán quần áo đã qua sử dụng rồi cả nhà. Còn bên đây là bán kẹp tóc, bán mắt kiến cho các em bé gái. Bé Minh Chi nhà em cũng thích cây kẹp màu hồng này nên là nhà em cũng mua cho bé một cây có 20.000 Việt Nam đồng á cả nhà. Còn bên đây là các cô ở trong nhà thờ cả nhà, nấu món canh sườn bò hầm cả nhà. Và cho mọi người ăn miễn phí khi đến đây tham quan. Canh cô nấu rất là lâu và mềm. Sườn rất là ngon. Có kim chi nữa cả nhà. Và phần cơm thêm cơm trắng cả nhà. Mỗi người sẽ được một phần ăn miễn phí. Các cô ở đây rất là dễ thương. Bên đây là bàn để cho mọi người ăn đó cả nhà. Bên đây là bán mắm tép, mắm mực và bán cá khô cả nhà. Còn bên đây thì các cô đang đổ bánh bánh giống như bánh khọt của mình vậy đó cả nhà. Bột làm bột và có gia vị rồi, xong rồi để rau mực vào, xong sau đó nướng á cả nhà, nó sẽ thành hình tròn giống như bánh khọt của mình vậy đó cả nhà. Nhìn rất là hấp dẫn và ngon. Một phần các cô bán là 60.000 Việt Nam đồng của mình đó cả nhà, một phần là một cái khuôn như vậy ạ. Lúc này cô hỏi em chụp hình để làm gì á, thì em nói là em chụp hình em quay lại cho mọi người xem á, tại vì em thấy cái loại bánh này nó hấp dẫn quá nên là em đang quay lại á, tại vì cô thấy em đứng một hồi lâu mà chụp á nên là cô cũng có hỏi. Mến chúc cả nhà nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc ạ. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video, hẹn gặp cả nhà video tiếp theo ạ.